Xin chào các bạn, thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta lái xe số tự động như nào cho đúng cách và cho an toàn. Thì mình sẽ đi từng phần một, như là chúng ta sẽ chỉnh cái tư thế ngồi như nào này, cách vào số, cách chỉnh gương, cách lùi xe, cách tiến lên. Đó, từng bước một để các bạn có thể nắm rõ được chi tiết nhất. Thì bây giờ khi mà chúng ta lên xe thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ phải chỉnh làm sao cho cái tư thế ngồi của chúng ta nó thoải mái nhất. Ví dụ như đây, thì đầu tiên chúng ta lên xe rồi thì chúng ta sẽ phải chỉnh ghế để làm sao cho cái ghế của chúng ta nó có cái tư thế ngồi nó thoải mái, và làm sao để các bạn cảm thấy rằng cái chân của chúng ta có thể đạp hết hành trình phanh, có nghĩa đạp hết hành trình phanh một cách thoải mái, và chúng ta cũng có thể đạp ga một cách nhẹ nhàng. Đó, thì để chỉnh được cái tư thế ngồi như thế thì các bạn phải lưu ý là cái chân của chúng ta nó không được chạm vào phần vô lăng này, đó, và nó cũng không được chạm vào cái phần mà dưới cái phần táp lô như thế này. Đấy. Và cái cánh tay của chúng ta cũng làm sao để cho nó có một cái góc mà tầm như này. Đấy, tầm 145 độ. Nó không gập quá như này và nó cũng không uể quá như này. Thì với cái góc tầm như này nó sẽ giúp cho chúng ta là lái xe nó thoải mái và nó linh hoạt. Đó. Còn khi mà chúng ta oải quá ra thì chúng ta thẳng tay này thì cái cách mà chúng ta đánh lái nó rất khó. Hoặc là chúng ta ngồi gần sát như này thì chúng ta lái xe trên một cái quãng đường mình nghĩ thì tầm 5 cây số rồi là chúng ta sẽ rất là mỏi rồi. Vì thế các bạn nên để tay một cái khoảng nó thoải mái như này, và chân cũng làm sao để thoải mái và đạp hết được hành trình của phanh. Trên xe số tự động thì chúng ta chỉ dùng một cái chân phải thôi, chân phải điều khiển cả chân phanh và cả chân ga. Còn cái chân trái thì chúng ta sẽ để ở vị trí này, đó, để cho nó thoải mái. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta để chân như nào. Rồi thì các bạn chân của chúng ta để thẳng vào cái chân phanh như này, và chúng ta phải làm sao để cho chân chúng ta đạp được hết hành trình phanh. Đó, được hết hành trình phanh như này. Đó. Các bạn đạp làm sao cho nó thoải mái và cái lực phanh nó mạnh để khi mà có trường hợp khẩn cấp thì chúng ta sẽ dừng xe được một cái nhanh chóng. Còn khi mà chúng ta muốn ga thì các bạn giữ nguyên gót chân nhé. Chúng ta không được nhấc gót chân lên và chúng ta sẽ chuyển sang chân ga và chúng ta đạp nhẹ ga. Đó, khi có vấn đề gì chúng ta nhấc chân để đạp vào trên phanh luôn. Chúng ta không được nhấc gót chân chúng ta lên như thế này. Đó, thì như thế này chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta không thể biết được cái chân phanh trên chân ga như nào và chúng ta dễ đạp nhầm trong những cái trường hợp mà khẩn cấp. Thì các bạn nên lưu ý là chúng ta sẽ để chân thẳng với chân phanh. Đó, và khi mà ga chúng ta muốn chuyển sang này thì chúng ta ga nhẹ như này. Các bạn cũng không nên đặt ở chân thẳng ở bên chân ga như này. Đó, mà chúng ta phải đặt chân thẳng ở bên chân phanh. Thì đây là cái cách mà đặt chân theo đúng kỹ thuật nhất. Thì các bạn nên lưu ý cái việc này để tránh xảy ra những cái trường hợp mà chúng ta hay thấy trên báo chí là nhầm chân ga, nhầm chân phanh các thứ. Và các bạn nhớ rằng chúng ta bắt buộc phải thắt dây an toàn, kể cả chúng ta đi ngắn này đi dài các thứ. Và trên những cái xe đời mới thì nếu mà các bạn không thắt dây an toàn ấy thì nó sẽ có thông báo, nó bắt các bạn phải thắt dây an toàn cơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nổ máy xe. Thì như trên xe của mình đây nó có cái smart key nên là mình sẽ không cần sử dụng chìa khóa cơ. Còn nếu trên xe nào có chìa khóa cơ thì các bạn sẽ cắm cái chìa khóa đó vào và các bạn sẽ vặn hai nấc đó. Còn như xe của mình thì mình sẽ phải đạp vào chân phanh, đạp hết hành trình vào, sau đó thì bấm vào nút để nổ như này. Đó. Đấy, như thế này để cho nó khởi động xe. Các bạn cũng nên lưu ý rằng khi mà xe chúng ta vừa khởi động thì chúng ta không cho xe chạy luôn, mà chúng ta nên đợi từ 30 giây trở lên. Hoặc là đối với những cái xe nào mà chúng ta để lâu không đi ấy, thì có thể đợi 1-2 phút để cho cái hệ thống dầu, hệ thống bôi trơn thứ nó được hoạt động trơn tru đã. Thì khi đó mà chúng ta mới tiến hành cho xe chạy để nó bảo vệ cái động cơ chúng ta tốt hơn. Và các bạn cũng nên nhìn vào cái bảng đồng hồ để xem còn những cái đèn nào đang cảnh báo chúng ta hay không. Ví dụ như cái xe của mình thì nó đang có cái cảnh báo là phanh tay và cái cửa nó chưa được đóng hết thì chúng ta sẽ cần kiểm soát. Đối với những cái đèn màu đỏ thì chúng ta cần phải giải quyết ngay. Còn những cái đèn màu vàng thì có thể là chúng ta sẽ di chuyển đến một khu vực gara đó để họ có thể giải quyết sự cố cho chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành, đó là chúng ta sẽ hạ phanh tay xuống. Thì các bạn bấm vào cái nút này, hạ hết cái hành trình của phanh tay xuống. Còn đối với những cái xe đời mới thì nó có hệ thống là phanh tay điện tử, thì chúng ta chỉ cần bấm một nút thôi, chúng ta không có cái cần gạt này nữa. Và ở trên cần số đây thì như của mình là bản số AT thì nó sẽ có những cái nút như sau. P là đỗ, là khi nào chúng ta dừng xe thì chúng ta sẽ về P. R là số lùi, hoặc trong miền Nam thì mọi người hay gọi là số re. Số N là số 0 hoặc là số mo, tức là nó sẽ ở vị trí này nó sẽ không vào cái số nào cả. Số D là số tiến. Số 2 là cái xe này nó chỉ chạy từ số 1 tới số 2 thôi. Số L là xe chỉ chạy số 1. Thì tùy vào điều kiện đường xá chúng ta đi thì chúng ta sẽ về những cái số khác nhau. Nhưng mà đường bình thường như mình chạy ở đường Đồng Bằng đây thì đa phần mình chỉ chạy số D thôi, ít khi mình chạy được số 2 và số L. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta vào số thì chân phanh của chúng ta vẫn phải đạp hết hành trình. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình vào số R để mình lùi.
hoặc là mình vào số D để mình tiến, thì mình sẽ bóp cái còn trước cái cần số và mình kéo xuống số D. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lên xe. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển, thì các bạn khi di chuyển các bạn sẽ nhấc chân phanh ra từ từ nhá. Các bạn chưa cần đạp ga vội đâu. Các bạn chỉ cần nhấc chân phanh ra từ từ này, để cho xe nó di chuyển thật chậm, thật nhẹ nhàng thôi. Đó, bởi vì các bạn mới này, các bạn không nên đạp chân ga ngay. Khi mà chúng ta xi nhan thì chúng ta sẽ gạt cần xi nhan bên nào thì chúng ta đi về bên đấy. Chúng ta đến những ngã tư, ngã ba, những cái khu vực mà các bạn nghĩ rằng nó có thể là gặp những cái vật cản thì các bạn đi thật từ từ và để chân ở chân phanh, không chuyển về chân ga. Còn khi nào mà các bạn đã ra được một cái đường mà tầm quan sát các bạn rất rộng rồi, thì các bạn nhìn thấy là không có vật cản gì nữa, thì chúng ta sẽ chuyển về chân ga và chúng ta ga lên từ từ. Đấy, chúng ta đi từ từ như này. Thì đối với các bạn mà chúng ta mới tập xe thì mình khuyên rằng chúng ta nên tìm những con đường vắng vẻ, ít người qua lại để chúng ta có thể tập cho nó một cách đảm bảo an toàn và chúng ta cũng ít gặp những cái tình huống bất ngờ. Đấy, thì khi mà chúng ta vào cua thì chúng ta sẽ đánh tay lái như thế nào để cho nó phù hợp, thì mình đã có một cái clip chia sẻ về cách đánh lái chi tiết, thì các bạn xem ở cái góc ở phía trên bên phải của màn hình ấy thì nó sẽ có một cái clip như thế. Còn khi mà chúng ta vào cua thì các bạn thấy đa phần rằng những cái xe nó sẽ đều có cần gạt xi nhan bên trái, thì chúng ta sẽ đẩy cần gạt xi nhan lên và chúng ta sẽ cần làm sao để cho cái xe của chúng ta nó đi vào cái vị trí mà chúng ta mong muốn, ví dụ như thế này. Đó, mình đang đi trong một cái khu vực vòng tròn để cho các bạn có thể dễ hình dung. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra cái đường trường để chúng ta sẽ thực nghiệm ở trên đường trường. Thì các bạn nên nhớ rằng, mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là khi mà chúng ta chuẩn bị vào ngã ba, ngã tư hay là cái chỗ nào mà các bạn nghĩ rằng là có vật cản thì các bạn nên chuyển chân về chân phanh, để khi đó chúng ta có thể là có thời gian và chúng ta chủ động xử lý những cái tình huống hơn. Rồi, thì bây giờ khi mà chúng ta đã đi ra và chúng ta tăng cái tầm quan sát lên rồi và chúng ta thấy rằng không có cái vật gì cản nữa thì chúng ta mới chuyển chân về chân ga. Các bạn không sợ rằng người ta chửi mình đi ngu đi ấy đâu, mà các bạn cứ từ từ mà đi, an toàn mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Thì mình cũng đã có một cái video để hướng dẫn các bạn là canh để làm sao cho cái đầu xe chúng ta thẳng và cách để chúng ta căn xe với lề đường, với tim đường như nào. Thì các bạn cũng có thể xem ở cái video mà mình để ở cái đường link ở bên phía góc trên bên phải màn hình. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Đối với những con đường mà ở Hà Nội này, ở đồng bằng các thứ, thì mình nghĩ rằng đa phần chúng ta chỉ cần để số D chúng ta đi là được rồi, không nhất thiết phải về số 2 hay số L gì cả. Bởi vì số D nó sẽ tự động nhảy số chúng ta. Với những con đường mà tầm với độ dốc dưới tầm 15 độ thì mình nghĩ là hoàn toàn vẫn có thể đi bình thường. Thì khi mà chúng ta đi trên đường ấy thì chúng ta nên mở rộng cái tầm quan sát chúng ta ra, là chúng ta quan sát ở phía xa, chúng ta đừng quan sát ở những cái vị trí ví dụ như là biển số của xe đằng trước hay sau như thế nào này. Đấy, thì nó sẽ làm giảm cái thời gian chúng ta xử lý đi, mà các bạn nên nhìn rộng, nhìn xa ra. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cũng phải liếc gương trái, gương phải, gương đằng sau. Đấy, thì còn khi mà chúng ta đi vào những ngã tư hoặc là chúng ta muốn rẽ các thứ ấy, thì các bạn cần quan sát gương trước rồi, và chúng ta chuyển chân về chân phanh và chúng ta đi từ từ thôi. Các bạn cứ đi chậm chậm cho mình, không có gì mà phải vội vàng cả. Đó, khi mà chúng ta đi ra được rồi, con đường thẳng rồi và chúng ta nhìn thấy là không có cái chướng ngại vật gì phía trước thì chúng ta mới chuyển chân từ chân phanh về chân ga. Và chúng ta đạp chân ga thì chúng ta cũng đạp nhẹ nhàng thôi, chúng ta không đạp giật cục. Để mình thử cho các bạn nha, mình đạp giật cục thì cái xe nó bị giật một phát, và nếu mà những bạn mới thì bạn sẽ hoảng. Ví dụ như mình đạp này, đấy, đấy là cái xe nó bị giật. Và nếu như mà các bạn mới tiếp xúc với xe thì các bạn sẽ có thể là hoảng và các bạn sẽ đạp vào chân ga nó còn mạnh hơn nữa, dẫn đến cái tình trạng là nhầm chân ga mà chúng ta hay thấy ở trên báo chí các thứ. Trên đường thì các bạn cũng nên là đi cách xa xa những cái xe đằng trước ra, bởi vì chúng ta chưa có kỹ năng phản xạ tốt thì chúng ta không nên đi quá sát những cái xe như thế. Như mình đây, mình cứ cách xa hẳn cái xe đằng trước ra để trường hợp mà chúng ta có thể là chúng ta đạp nhầm chân ga hay là chúng ta như thế nào đấy thì thầy giáo hoặc là những người bên cạnh có thể hỗ trợ chúng ta, hoặc là chúng ta có thời gian để chúng ta chuyển về vị trí chân phanh để chúng ta dừng cái xe chúng ta lại. Đấy, thì như bây giờ là một cái đèn đỏ, thì khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì các bạn sẽ chuyển số như nào? Thì đối với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì với những cái đèn đỏ mà nó tầm dưới 30 giây thì mình cứ để nguyên số D và mình đạp phanh lại thôi. Đấy, thì mình cứ giữ nguyên số D và mình đạp phanh lại. Còn đối với những đèn đỏ mà nó tầm trên 30 giây thì mình sẽ chuyển về số L và mình vẫn giữ phanh để giúp cho cái xe của chúng ta nó không bị ghi. Đó, nó không bị đẩy về phía trước và chúng ta phải đạp phanh nó nặng. Còn những cái trường hợp mà ví dụ là đèn đỏ nó quá dài chẳng hạn, nó tầm 5-60 giây thì mình về số L và mình sẽ
kéo phanh tay lên để cho cái chân của mình nó nhàn lên một chút. Thì như thế thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và các bạn cũng nên lưu ý khi chúng ta dừng đèn đỏ, chúng ta tuyệt đối không nên về số P và số parking đó. Bởi vì cái khi mà chúng ta về số P, tức là cái hộp số nó sẽ bị hãm lại, nó khóa cứng cái hộp số lại. Và chẳng may mà có cái xe đằng sau chẳng hạn, người ta tông vào đít xe mình, thì nó sẽ bị vỡ hộp số. Đấy. Thì các bạn nên lưu ý khi dừng đèn đỏ chúng ta tuyệt đối không về số P. Điều này là các bạn cần rất phải lưu ý nhá. Chúng ta chỉ để số D hoặc là số N mà thôi. Thì chẳng may mà trường hợp là có cái xe nào nó tông vào cái đít xe của chúng ta chẳng hạn, thì nó cũng chỉ móp méo một tí. Chứ là nếu mà bị vỡ hộp số thì thực sự là cái chi phí sửa khá là đắt. Nên là mình khuyên các bạn là không nên về số P. Và từ số N hoặc là số D thì chúng ta có thể là khi mà hết đèn đỏ chúng ta sẽ xử lý cái thao tác nó nhanh hơn, và chúng ta lại dễ dàng tiếp tục di chuyển hành trình hơn. Và như cái số P ở trên xe của mình nữa, thì khi mình về số P là nó sẽ tự động mở khóa cửa. Đấy, là nó rất là nguy hiểm nhé. Nên là các bạn lưu ý lại cho mình cái vấn đề này. Rồi thì như mình đang dừng ở một cái đèn đỏ đây và nó lên tới 80 giây, thì mình sẽ thao tác như sau. Thứ nhất là mình đạp chân phanh, mình kéo về số N. Đó, mình kéo phanh tay đây, mình nhả chân phanh từ từ để xem xe nó có di chuyển không. Rồi xe nó không di chuyển thì mình bỏ chân xuống, mình thoải mái, mình giải lao chân cái thứ, đấm bóp cái thứ thoải mái. Hoặc lúc này chúng ta có thời gian để chúng ta chỉnh nhạc, chỉnh điều hòa các thứ làm sao, các chế độ. Ví dụ mình chuyển từ chế độ cả mặt thì sang chế độ mát mỗi chân thôi, hay là chế độ sấy kính, chỉnh nhạc, hay là chọn những cái bài hát yêu thích. Và khi mà đèn đỏ nó xuống khoảng tầm còn khoảng 10 giây hoặc là 5 giây thì chúng ta sẽ lặp lại cái thao tác, đó là chúng ta đạp chân phanh. Đấy, và đạp chân phanh vào, chúng ta hạ phanh tay, và tay chúng ta để sẵn lên trên cần số. Thì khi nào mà đèn đỏ nó còn khoảng 2-3 giây ấy, thì chúng ta lại chuyển về số D để chúng ta có thể tiếp tục cái hành trình của chúng ta nó nhanh chóng. Rồi đấy, thì khi mà chúng ta chuyển về số D thì chúng ta lại nhả chân phanh từ từ, xem phía trước nó có cái chướng ngại vật nào không. Rồi, và khi mà đã hết các chướng ngại vật rồi thì chúng ta sẽ chuyển về chân phanh để chúng ta tăng tốc xe lên một cách từ từ. Đó, thì cái việc mà tăng tốc xe từ từ, thứ nhất là giúp chúng ta dễ dàng kiểm soát xe hơn, và nó cũng giúp cho cái động cơ của chúng ta được bền bỉ hơn. Thì khi mà chúng ta di chuyển trên đường, ví dụ như mình đang đi ở đường này, một con đường khá lớn và cũng có đông người, thì chúng ta nên đi đúng ở cái vị trí làn đường của chúng ta. Ví dụ xe của mình thì mình sẽ phải đi về phía bên trái, thì đây là cái làn đường dành cho ô tô. Và mình cũng đi với cái tốc độ vừa phải thôi, tốc độ theo quy định của từng cái con đường ấy thôi. Chúng ta không nên vượt quá tốc độ làm gì cả, gây nguy hiểm và cũng gây ức chế những người khác. Và khi mà ví dụ như mình đang từ cái làn này mà mình muốn chuyển sang cái làn ở giữa, thì cái thao tác đầu tiên chúng ta sẽ phải làm, thứ nhất đó là chúng ta bật xi nhan, chúng ta quan sát gương bên phải, quan sát gương giữa. Khi nào mà thấy không có cái xe nào đang vượt lên thì chúng ta mới tiến hành đánh vô lăng từ từ sang bên phải. Đó, đánh vô lăng từ từ rồi, khi nào chúng ta đi vào giữa làn đường rồi, tắt xi nhan. Đó. Và khi mà chúng ta muốn chuyển sang bên trái cũng thế, chúng ta cũng phải làm những cái thao tác như thế để giúp cho cái việc mà lái xe chúng ta nó được an toàn và không gây ảnh hưởng cho những cái xe sau. Có thể khi mà cái xe sau người ta đang vượt, đang tốc độ cao mà chúng ta lại chuyển sang làn đấy, và rất dễ chúng ta sẽ bị xảy ra tai nạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bên trái, thì chúng ta sẽ gạt xi nhan về bên trái, chúng ta nhìn gương bên trái, nhìn gương sau. Đó, còn nếu xe các bạn nào có camera 360 độ càng tốt, chúng ta đánh vô lăng từ từ sang bên trái, các bạn chuyển làn một cách từ từ thôi, không có gì mà gấp gáp, cũng không có gì mà vội vàng cả. Khi mà chúng ta đi vào giữa làn rồi, tắt xi nhan. Đó, và chúng ta cứ tiếp tục hành trình. Thì khi đi đường các bạn nên nhìn cho mình cái tầm bao quát nó xa ra một chút. Các bạn không nên nhìn vào biển số của những cái xe đằng trước, các bạn nhìn rộng ra để ví dụ trường hợp đằng trước nó có cái sự cố gì đó thì chúng ta có thời gian để xử lý. Rồi khi mà chúng ta muốn quay đầu hoặc là chúng ta rẽ trái rẽ phải thì các bạn đầu tiên là bật xi nhan. Thì mình nghĩ rằng chúng ta nên bật xi nhan trước tầm 50-100m để giúp cho xe khác người ta biết được rằng chúng ta đang chuyển làn. Và chúng ta sẽ tiến hành phải nhìn cả ba gương này, trái, phải, sau, và chúng ta sẽ tiến hành đánh lái làm sao để cho nó có cái góc cua phù hợp với cái ý định mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta đi ra, đây chúng ta cũng phải nhìn, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, nhìn cả các gương để giúp cho cái tầm quan sát của chúng ta là tốt nhất. Đó, sau khi mà chúng ta thẳng rồi và thấy đằng trước nó không còn chướng ngại vật gì rồi, lúc này chúng ta mới chuyển sang chân ga và chúng ta ga lên từ từ. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển hành trình thôi. Và khi mà các bạn mới lên xe thì mình cũng khuyên các bạn nên cố gắng giữ khoảng cách với những xe hàng trước để chúng ta có nhiều thời gian xử lý khi mà nó có những tình huống bất ngờ hơn. Rồi khi mà chúng ta
muốn lùi xe lại thì các bạn phải lưu ý rằng chúng ta phải đạp phanh hết hành trình để cho xe của chúng ta nó không di chuyển nữa. Thì khi đó chúng ta mới chuyển từ số D sang số R. Thì chúng ta bóp cái cò này, chúng ta đẩy sang số R. Đó. Đấy, hoặc là khi tiến cũng thế, chúng ta đang lùi mà chúng ta muốn tiến thì chúng ta cũng phải đạp phanh hết hành trình để cho xe dừng hẳn, sau đó chúng ta mới chuyển từ số R về số D. Còn khi lùi thì các bạn lưu ý là chúng ta nhìn gương trước, gương trái, gương giữa, gương phải, và nếu mà xe nào mà có camera thì càng tốt, thì chúng ta sẽ tiến hành lùi một cách từ từ. Đấy, khi lùi chúng ta cần phải tự đi chậm hơn, chúng ta lùi một cách từ từ thôi, và chúng ta điều chỉnh vô lăng như thế nào. Thì nguyên lý của vô lăng khi lùi là đánh về bên nào thì cái đít xe nó sẽ vạch bên đó. Chúng ta muốn cái đít nó vạch ra ngoài thì chúng ta đánh về bên ngoài. Đó. Đấy, chúng ta muốn cái đít nó vạch vào trong thì chúng ta lại đánh vào trong, nhẹ nhàng như thế thôi. Còn chúng ta muốn xe nó lùi thẳng thì chúng ta để vô lăng thẳng, một cách đơn giản như thế. Rồi, bây giờ chúng ta lại một tiến chẳng hạn, chúng ta đạp hết chân phanh cho xe nó dừng hẳn ạ. Chúng ta mới tiến. Chúng ta tiến lên. Đấy, lại tiến lên. Chúng ta tiến lên từ từ, chậm chậm như này. Rồi, chúng ta lại lùi lại một lần nữa để cho đạp hết chân phanh nhá. Về số R, chúng ta lùi lại một cách từ từ. Muốn đít xe vảnh về bên nào thì chúng ta đánh vô lăng về bên đó. Muốn đít xe nó về bên phải, đánh vô lăng về bên phải. Muốn đít xe về bên trái, đánh vô lăng về bên trái. Như này, rất từ từ. Khi mà chúng ta đã tìm được một cái vị trí đỗ ngon lành rồi thì chúng ta sẽ dừng xe như nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ làm theo mình. Đầu tiên là chúng ta sẽ kéo phanh tay. Kéo phanh tay. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo về số P. Nhưng để mà an toàn hơn thì mình sẽ có cách này. Mình kéo về số N. Đó. Mình nhả chân phanh chân từ từ ra xem nó xe nó còn di chuyển không. Đó, không di chuyển. Rồi, mình sẽ kéo về số P. Thì như này là sẽ đảm bảo nhất, bởi vì là ở trong cái hệ thống của hộp số xe tự động ấy, nó sẽ có một cái cò. Thì khi mà chúng ta lốp xe mà nếu mà có cái lực nào tác động thì nó cũng sẽ dễ bị gãy cò đó, đặc biệt là khi mà chúng ta đỗ xe ở những cái vị trí đó là chúng ta đỗ xe ở trên đường dốc và thứ gì ạ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đó là chúng ta tắt cái điều hòa. Thì cái việc mà tắt điều hòa các bạn làm cũng được mà không làm cũng được, nhưng cái việc tắt điều hòa thứ nhất đó là sẽ giúp xe của chúng ta tiết kiệm điện, và thứ hai đó là khi chúng ta nổ máy xe lên ấy thì nó sẽ cái máy nó sẽ kêu nhẹ nhàng hơn, nó không bị gừ gừ, đặc biệt là trên những cái xe máy nhỏ như là Vios hay là con Xpander của mình. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành bấm vào cái nút để nổ và chúng ta tắt máy. Đó, hoàn thành các bước. Thì trong clip này mình đã chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể lái xe số tự động một cách dễ dàng nhất. Nếu mà các bạn có thêm bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc nào về việc lái xe thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới video này. Mình sẽ giải đáp cho các bạn trong một thời gian sớm nhất có thể. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.